có giá cho mình nữa. Và nó sẽ được thiết kế là một cái áo cơ dài như này, có miếng dán đằng sau lưng cho mình này. Có và form từ 40 cân đến 70 cân, cái này đều vừa cho em nhé. Thứ hai là đằng trước là có cái túi các chị nhé, đằng trước là có túi cho em, đằng trước là có túi rất là đẹp luôn. Đó, và giá lên các chị thì rất là đẹp, rất là rẻ luôn cho em. Em sẽ khoác kèm một cái áo chống nắng cho mình nhé. Thì các chị có thể mua cả set như này cũng được, hoặc các chị lấy mỗi quây riêng hoặc lấy mỗi áo riêng thì em đều có đủ màu nhé. Về áo quây thì nhà em có đến 7 màu, sẵn 7 màu cho các chị. Các chị inbox để em sẽ tư vấn từng màu. Đây là tông màu ghi cho em này. Chất vải cũng là vải kim cương loại một rất là đẹp mà. Form chống nắng lên sẽ như thế này. Em sẽ mặc tất cả cái áo lên cho các chị xem nhé. Đẹp lắm luôn. Đó. Vải đều là vải mềm mát cho em các chị nhé. Vải mềm mát cho em này. Có túi khoảng túi trong, có túi ngoài. Túi ngoài nhà em thì không có khóa, nhưng ngược lại được một cái là cái chất vải nhà em yên tâm các chị rất là đẹp. Đấy, thực ra là cái áo chống nắng cái túi ngoài thì cũng có được gì mấy đâu. Có đồ gì thì các chị